giúp em ngay. Trời ơi, được rồi, buông ra đi. Ôi, chị không được đâu, buông ra mà khó cầm quá, buông ra. Trời ơi. Wow. Ủa sao mà anh khỏe dữ vậy? Trời ơi, sao chị khỏe dữ vậy chị? Từ đây về sau coi như là có cái chuyện gì mà em khó, em muốn nhờ vả đi, em đừng có nhờ vả đàn ông. Có chị ở đây chị làm được tất cả. Trời, em hâm mộ dữ quá, chị xin nị. Nói gì nghe mắc cười quá. Nè, ông trời tạo ra phụ nữ với đàn ông là có nhiệm vụ khác nhau hết. Không phải ngẫu nhiên mà đàn ông đi săn bắn, phụ nữ đi hái lượm. Đúng, bây giờ tôi sẽ chứng minh cho mấy người thấy là phụ nữ tụi tôi cũng có thể đi săn bắn hái lượm. Phụ nữ vừa săn bắn vừa hái lượm, đàn ông làm gì? Khỏi làm. Trời đất ơi, bây giờ hả? Cái chuyện gì mà đàn ông làm được, phụ nữ tôi làm được hết. Wow. Để coi. Em chồng ơi, Sơn. Ủa cái gì vậy? Sơn ơi. Đây, để làm cho. Trời ơi, chị ơi. Khoan. Tôi nói làm sao? Để đó. Để yên đó. Những cái chuyện nặng nhọc như vậy phụ nữ tôi làm được hết. Kéo đi. Ủa? Kéo vô. Sao vậy? Ủa chị vậy? Nặng lắm á. Nặng lắm. Đừng. Chứng minh đi. Phụ nữ làm được hết. Không phải những cái chuyện này là phải để cho đàn ông. Phụ nữ làm được. Đúng rồi, phụ nữ làm được hết. Đúng, bà kéo vô đi. Làm đi. Bà làm đi. Làm đi, trời ơi, tự nhiên tôi không làm được, tôi mới kêu em chồng tôi chạy ra cản. Phụ nữ làm được hết, cản thì làm đi. Không, nhưng mà tùy chuyện. Có những chuyện đâu phải lúc nào tôi cũng làm. Sơn. Đâu thì chị nói phụ nữ tự làm đi. Thôi để phụ cho. Thôi. Phụ nữ nè. Đó, làm mình đi. Thôi được rồi. Má, chị lôi tựa dưới. Em không tin chị vậy luôn, em không làm luôn. Thôi được rồi, mọi người ơi. Chị kỳ quá à. Được lên tới đây cho mọi người cùng uống rồi. Mọi người nghe tôi nói nè. Từ đây về sau, tất cả những chuyện này mọi người cần kêu tôi. Được chưa? Để đó tôi làm. Mấy cái chuyện đi, để làm cho. Được rồi. Để. Tài lan rồi hả? Dĩ yêu đó. Trời ơi, chị làm. Ủa. Vời ra bộ. Nhưng mà hên thôi. Cái này đảm bảo là ở nhà là thiên thùng nước hoài, cho nên là mới đủ sức để làm chuyện này. Cái gì, trong công ty có rất là nhiều thứ cần bàn tay đàn ông. Đúng rồi. Em sẽ mọi người ơi, tôi nói với mọi người rồi. Mình không những chỉ có sức mạnh, mình phải có trí tuệ. Mọi người hiểu không? Chứng minh đi. Nè, máy tính bị hư nè. Chà, tôi cái chuyện gì to tát. Ủa, hư thiệt hả? Ủa? Nè. Trời. Ủa, sao sáng giờ bị hư, không lên được mà giờ lên rồi? Sao lên công tác ở đây nè. Người ta có cái nút nguồn hết, hiểu không? Mình muốn làm cái gì mình cũng phải tìm hiểu, mình lý trí lên, mình động não lên. Được chưa? Trời ơi, đợi đó, đợi đó. Trời quá luôn á, sao? Sao em thần tượng chí quá vậy? Đi đâu vậy? Đi đâu vậy? Đây là... Ủa, chị ơi, chị ơi. Vậy? Đây. Đây, để làm cho. Để tôi. Nãy đừng có sĩ diện, cái này nó nặng lắm. Cái này. Chị ơi. Đó. Rồi. Nhìn kỹ chưa? Từ đây về sau, ở cái công ty này có cái chuyện gì cần kêu tôi. Ây da. Trời. Cái gì vậy? Em đóng vô trái rồi nè. Trời ơi, cái đinh người ta thẳng đứng mà em đóng cái quẹo đeo cái đinh người ta vậy? Đúng, cái đinh nó nè, nó xoay luôn nè. Trời, cái này hôm trước ta nhờ cậu Trực đóng rồi, sao cậu cứ để nó ở đây? Thì đó, vậy ấy. Đóng, giờ em đóng như sao? Thì mới nghe la hết hồn hết vía vậy. Trời ơi, em bị đóng vô tay rồi nè. Là trời. Trời má, cái gì? Trời đất ơi, cái búa của tôi tự nhiên ai lôi ra làm chi vậy? Rồi đi làm em cái búa đinh nè, đóng vô tay luôn rồi nè. Thì tại vì hôm bữa tôi thấy Sương nè bị quẹt dưới cạnh này nè, đúng không? Đúng, chảy rồi. Máu rách đồ gì nè, mọi người cũng bị, cho nên tôi cầm cái búa nhà tôi lên tôi giải quyết này luôn. À vậy thôi, đưa đây để mà làm cho. Gì hé ra tự làm hả? Được không? Trời ơi, trời ơi, dùng vô tay nha chị. Cái này bị đứt xong. Ủa rồi. Wow. Đóng cái lá ngò luôn. Ủa gì vậy? Ôi ơi, bị đứt. Em đóng hồi nãy giờ 1 tí đồng hồ em đóng không vô á. Đóng cầm cái đinh luôn. Ê, tự nhiên bây giờ tôi có cách nhìn khác về Sunny luôn. Ê, em hận tượng dữ luôn á. Ôi giờ, bây giờ trên đầu nó giống như có một cái bóng đèn sao nó sáng dữ lắm. Ôi thiệt quá. Từ ngày hôm nay tôi thần tượng bà. Ôi không ngờ Sunny giỏi vậy luôn á. Sunny. Trời, mấy người sao tôi nói rồi. Bây giờ ở cái công ty này nè, bất cứ chuyện gì mà của đàn ông mà coi như là cần làm được cứ kêu tôi. Không có việc gì mà phải kêu những người đàn ông còn lại hết á. Có tôi ở đây là có tất cả. Sunny, Solo. Solo. Có cái gì vậy?
À chắc là chạm mặt rồi, giờ để gọi người. Đúng rồi, anh kêu, sửa kêu ai gọi sửa đi. Dạ mà thấy bị cúp điện rồi. Trời ơi, khủng quá. Có tôi ở đây làm gì? Để tôi vô trong tôi coi cái cuộc điện bị gì. Ủa? Thôi, cái nào ra cái đó. Thôi, cái nào ra cái đó cho chị sửa. Thôi chờ chị ơi. Đợi xíu đi. Nguy hiểm lắm, con gái tay chân này kia nữa. Có tôi là đâu, tự nhiên dặn kìa thì cứ để thôi. Nhưng mà nên ủng hộ tinh thần đi. Wow. Trời ơi, sửa được luôn hả? Ủa, đỉnh cao quá. Đỉnh cao quá. Có sửa không hay là có sửa không hay là vô rồi tự nhiên nó sang? Đáng ra một giây thôi là xong rồi, nhưng mà tại vì ở trong nó không có đủ đồ nghề, có nhất là sao? Wow. Ôi trời. Sunny, nhận hứa tôi một lại nha. Nhận em luôn lại nữa đi. Mình tìm lại nữa thì làm ăn. Trời chị ơi, thân tương á. Ai được? Chị ơi được. Ai được? Bỏ ra đi. Trời ơi, đàn bà con gái mình làm cái chuyện đàn ông cái gì đâu có được. Để nó đi, chú bảo vệ hoặc là lát nữa cậu trực về làm. Chị nói với em làm sao? Mình là con gái đàn bà phụ nữ, mình phải chứng tỏ cho người ta thấy mình có cái sức mạnh. Wow. Mình có cái sự tự tôn, mình làm được hết, đâu cần có đàn ông đâu em. Trời. Bây giờ trên đời này chị nói đàn ông mà chết hết coi như là em với chị mình vẫn sống được. Chị vẫn sống được rồi. Em tin không? Bây giờ chị ngậm này, chị kéo cho em coi luôn nè. Em tin này. Chị làm được. Em leo lên em làm cái chậu bông thứ ba cho chị được không? Được. Thiệt không? Thiệt. Leo lên đi. Quan trọng là em thôi. Quan trọng là em ngồi em có vững hay không, là còn cái chuyện mà chị kéo nó là chuyện bình thường. Thôi mà em thấy chị bình thường. Lên. Được không? Được, mình phải có niềm tin với nhau, em hiểu không? Em ngồi chắc chưa? Dạ rồi. Cài dây an toàn vô. Kịch. Chào mừng quý khách đã đến với chuyến xe bão táp. Chuyến xe ba cái cây của chúng tôi. Và sau đây là chúng ta có hai đường này là đường thoát hiểm. Nếu cảm thấy không an toàn chúng ta có thể nhảy ra bất cứ lúc nào. Dạ. Sau đây chúng ta bắt đầu với chuyến hành trình. Chị ơi, được không chị? Được em, tại vì cái bẻ lá này nó hơi cứng. Trời. Chị ơi. Chị Sơn ơi. Trời ơi, chị bị đỏ đi chưa? Nó không được rồi, thôi mà. Em khoan. Không được. Được chưa chị? Chị. Được chưa? Chị nghĩ là chị. Sao chị? Chị không ổn mà. Thấy chưa? Hey, lên. Trời ơi đó. Chị muốn lần vậy? Trời đất ơi. Hả mấy hả? Nay làm gì mà vui vẻ yêu đời quá vậy cưng? Chắc có chuyện gì vui hả? Đó, thấy chưa? Vui phải vui thiệt. Mà nhà nhót rồi. Đó đó, con một con người nè, đầy năng lượng nè. Nói về sự xinh đẹp và năng lượng tích cực thì không ai qua em.